Ngày 25 tháng 9, Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội nhận được điện thoại thông báo người con trai muốn hiến rác mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho người bệnh mù loà. Ngay lập tức, các ekip của Ngân hàng Mô khởi động, nhanh chóng di chuyển đến tận nơi để lấy rác mạc. Người hiến rác mạc là bà Lê Thị Hồng Minh, trú tại Hà Đông, Hà Nội, 75 tuổi, qua đời lúc 5 giờ 18 phút sáng ngày 25 tháng 9. Người gọi điện đến Ngân hàng Mô bày tỏ muốn hiến rác mạc của mẹ là bác sĩ quân y, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lê Trung, phó chủ nhiệm khoa mắt Bệnh viện quân y 103. Cán bộ Ngân hàng Mô xúc động chia sẻ, trong suốt quá trình thu nhận, người con trai chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên đã lấy rác mạc xong, người con trai ấy mới lại gần, đặt tay lên mái tóc của mẹ, rồi ôm lấy mẹ mà bật khóc. Anh ôm mẹ lần cuối cùng sau khi hiến tặng rác mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho người khác. Được biết, mẹ bác sĩ Trung là nguyên nhân viên khoa dược Bệnh viện quân y 103. Trước khi mất, bà đã bày tỏ di nguyện muốn hiến tặng rác mạc của mình để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa. Con trai bà là bác sĩ chuyên khoa mắt, đã kìm nén nỗi đau mất mẹ để thực hiện di nguyện cao cả này. Rác mạc của mẹ Đại úy Trung đã được ghép thành công cho 2 bệnh nhân ở 2 bệnh viện khác nhau. Hiện nay, nhu cầu ghép rác mạc ở nước ta rất lớn do nhiều bệnh tật khác nhau gây ra như dị tật bẩm sinh, chấn thương, bỏng, viêm nhiễm. Nhưng nguồn rác mạc hiến rất khan hiếm do rào cản tâm lý, văn hóa và pháp lý. Theo thống kê, tại Việt Nam có hơn 30.000 người mù về bệnh lý rác mạc. Họ cần được thực hiện phẫu thuật ghép rác mạc để tìm lại ánh sáng. Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ ca hiến tặng rác mạc đầu tiên vào tháng 4 năm 2007 của cụ bà Nguyễn Thị Hoa ở Kim Sơn, Ninh Bình, đến nay cả nước đã ghi nhận 963 người hiến rác mạc, trong đó tập trung chủ yếu tại tỉnh Ninh Bình 437 người hiến, Nam Định 332 người hiến. Cả nước có hơn 20 tỉnh thành có người hiến tặng rác mạc sau khi qua đời. Hàng dài bệnh nhân phải chờ đợi 5 đến 6 năm vẫn không có nguồn rác mạc để hiến. Vẫn có hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa, chờ đợi vào nguồn rác mạc duy nhất từ người hiến sau khi qua đời. Trong số bệnh nhân chờ ghép rác mạc, nhiều nhất là ở độ tuổi 30 đến 60, có cả trẻ em. Rác mạc chỉ được thu nhận sau khi người hiến tặng qua đời. Thời gian tốt nhất để lấy rác mạc là trong khoảng 6 đến 8 giờ sau khi người hiến mất. Bất cứ ai cũng có thể hiến rác mạc sau khi qua đời, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Những người có thị lực kém và ngay cả những người mắc bệnh nan y như ung thư hay đái tháo đường vẫn có thể hiến tặng rác mạc.